Các ứng viên thay huấn luyện viên Park có mức thu nhập bao nhiêu? Sắp hết hạn hợp đồng, huấn luyện viên trưởng Gong Onkin đích thân hé lộ tương lai. Tuấn Hải khiến cho Tiến Linh như ngồi trên lửa. Các ứng viên thay huấn luyện viên Park có mức thu nhập bao nhiêu? Nếu như điểm qua mức thu nhập của các ứng viên thay thế huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, có lẽ là VFF sẽ phải suy tính rất kỹ về khả năng kinh tế trước khi quyết định hợp đồng. Trong thời gian qua đã có nhiều huấn luyện viên ngoại ủy quyền cho công ty đại diện gửi hồ sơ ứng tuyển tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam để thay thế ông Park Hang-seo. Đó đều là những huấn luyện viên ngoại tài năng và giàu kinh nghiệm. Trong đó có tiêu biểu là huấn luyện viên trưởng Dragan Sokosic, cựu thuyền trưởng đã đưa đội tuyển Iran đến World Cup. Chiến lược gia người Croatia từng gây tiếng vang lớn khi đưa đội tuyển Iran đến với vòng chung kết World Cup năm nay với cương vị là huấn luyện viên trưởng tuyển Iran từ tháng 2. Cho tới tháng 9 năm 2022 thì ông Sokosic có tỷ lệ chiến thắng là 83%. Iran ở vòng loại thứ 3 World Cup đã dẫn đầu bảng A với 25 điểm sau 10 trận. Ông Sokosic cũng là huấn luyện viên có thành tích tốt nhất của Iran tại các vòng loại của World Cup. Trước khi bị sa thải thì huấn luyện viên trưởng Sokosic nhận lương 680.000 đô la một năm, tức là khoảng 17 tỷ đồng. Chưa rõ là mức lương này là mức lương trước thuế hay sau thuế. Song nếu như là trước thuế, lương của Sokosic so với ông Park Hang-seo không cao hơn quá nhiều. Thế nhưng chiến lược gia này thường đòi hỏi phải thuê cả hai trợ lý thân cận của ông với mức lương là 300.000 đô la mỗi năm. Vậy nên nếu như muốn ký hợp đồng với huấn luyện viên trưởng Sokosic, VFF sẽ cần phải tốn gần 1 triệu đô la mỗi năm. Ứng viên tiếp theo là cái tên Robert Prosinecki, cựu cầu thủ của Barcelona lẫn Real Madrid, từng làm trợ lý tại đội tuyển Croatia. Về kinh nghiệm cầm quân, huấn luyện viên trưởng Prosinecki dẫn dắt Azerbaijan từ năm 2014 đến 2017, sau đó thì ông nắm đội tuyển Bosnia từ năm 2018 đến 2019. Trước đó thì ông là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Sao Đỏ Belgrade từ năm 2010 đến 2012. Giai đoạn dẫn dắt đội Azerbaijan từ năm 2014 đến 2017, huấn luyện viên trưởng Prosinecki được cho hưởng mức lương khoảng 1,5 triệu đô la một năm, tức là hơn 37 tỷ đồng. Lương này bao gồm phần chỉ cho các trợ lý của vị huấn luyện viên người Croatia nhưng không đáng kể. Mức lương của ông gấp đôi so với thu nhập hiện tại của thầy Park. Cái tên thứ ba là huấn luyện viên trưởng Sintayong. Truyền thông Indonesia đang liên tục cho rằng chiến lược gia này sẽ sớm rời đất nước vạn đảo để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Giống với mức lương của huấn luyện viên trưởng Prosinecki, chiến lược gia đồng hương với thầy Park đang hưởng mức lương là 1,5 triệu đô la một năm, khoảng 37 tỷ đồng tại Indonesia. Cái tên cuối cùng là huấn luyện viên trưởng của Hoàng Gia Lai, Kiati Saksenamuang. Rất nhiều thông tin cho rằng chiến lược gia người Thái Lan sẽ thay thế huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo để ngồi lên chiếc ghế nóng tại đội tuyển Việt Nam. Hiện tại thì câu lạc bộ Phố Núi đang trả cho huấn luyện viên Kiati Sak mức lương là 600 triệu một tháng. Sắp hết hạn hợp đồng, huấn luyện viên trưởng Gong Onkin đích thân hé lộ tương lai. Huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam là Gong Onkin chính thức lên tiếng về hợp đồng giữa ông với VFF. Huấn luyện viên trưởng Gong Onkin ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm tính từ tháng 3 năm 2022. Vì ASEAN bị hoãn nên vòng chung kết U23 châu Á 2022 là giải đấu duy nhất được thực hiện trong bản hợp đồng. Mới đây chia sẻ trên Thanh Niên, huấn luyện viên Gong đã lên tiếng về hợp đồng của ông với VFF. Tôi nghĩ là hợp đồng 1 năm giữa tôi và VFF không phát hiện vấn đề quan trọng lắm. Nếu như VFF muốn gia hạn, họ sẽ phải phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác nhau và tất nhiên nếu như gia hạn được thì tôi nghĩ rằng điều đó tốt và may mắn cho tôi là tôi đánh giá cao về điều đó. Nhưng một mình tôi cũng muốn cũng không được. Tôi không thể một mình quyết định điều này mà mọi việc còn phụ thuộc vào VFF. Việc hợp đồng của đôi bên có tốt đẹp là vào lâu dài hay không còn phụ thuộc vào cả ekip làm việc và không lệ thuộc vào ý chí của một cá nhân riêng lẻ. Trong khi đó, đại diện của VFF cho biết ông đang trong quá trình làm việc để thương thảo hợp đồng với ông Gong Onkin. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc thường xuyên dự khán các trận đấu tại giải hạng nhất và V-League nhằm lựa chọn lực lượng cho đội U23 Việt Nam dự SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra vào năm 2023. Trước đó, sau U23 châu Á 2022, huấn luyện viên trưởng Gong Onkin đã lên đường trở về Hàn Quốc để hoàn thành khóa học huấn luyện viên pro khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Nhiều ý kiến cho rằng VFF nên chọn ông Gong Onkin vào ghế nóng. Tuy nhiên thì họ cho biết thuyền trưởng U23 Việt Nam không nằm trong kế hoạch trên. Đồng thời, trợ lý Lee Jong-jin cũng không được VFF nhắm đến. Họ đang tìm một nhà cầm quân ngoại kèm lý lịch khủng để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Danh tính tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia sẽ chỉ được chính thức công bố sau AFF Cup 2022. Tuấn Hải khiến cho Tiến Linh như ngồi trên đống lửa.
phong độ ấn tượng của Tuấn Hải có thể khiến cho tiền đạo Tiến Linh mất chỗ đứng tại đội tuyển Việt Nam. Tại vòng 13 của V-League 2022, dù là Hà Nội FC phải nhận thất bại 2-3 trên sân Lạch Tray, nhưng tiền đạo Phạm Tuấn Hải vẫn để lại dấu ấn bằng cú đúc bàn thắng vào lưới chủ nhà. Đáng chú ý là hai bàn thắng này giúp cho anh sở hữu 8 pha lập công, vừa lên xếp thứ 2 trong danh sách vua pha lưới và trở thành chân sút nội ghi bàn nhiều nhất V-League 2022. Cựu cầu thủ của Hà Tĩnh khởi đầu khá chậm ở mùa giải năm nay, nhưng càng chơi và càng vào guồng, cho thấy vào khả năng săn bàn đa dạng. 4 trận đấu gần nhất, Tuấn Hải ghi 5 bàn bao gồm 2 cú đúp tại trận đấu gặp Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thắng còn lại được ghi tại trận đấu gặp Bình Dương. Phong độ ấn tượng của Tuấn Hải chắc chắn sẽ được huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo chú ý, và nếu như tiếp tục chơi tốt, anh hoàn toàn có thể chiếm suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Chân sút chủ lực trong tay thầy Park là Tiến Linh thời gian qua chơi rất mờ nhạt trong màu áo của Bình Dương. Quan trọng hơn cả là với Tuấn Hải, ông Park sẽ có một mũi khoan lợi hại, bởi ngoài khả năng săn bàn, Hải rất giỏi đột phá vào hàng thủ của đối phương. Những trận đấu cuối tại vòng loại World Cup, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo thực tế đã trao cơ hội cho tiền đạo đang khoác áo Hà Nội FC. Anh chơi rất năng nổ nhưng hiệu quả thì chưa thực sự cao. Còn hiện tại thì cầu thủ này ngày một cho thấy sự hoàn thiện. Chính bởi vậy mà nếu như ông Park gạt Tiến Linh ra khỏi đội hình chính tại AFCup 2022 để trọng dụng Tuấn Hải thì cũng chẳng hề bất ngờ. Đương nhiên là từ nay tới thời điểm AFCup khởi tranh thì vẫn còn khoảng 2 tháng và mọi thứ thì vẫn có thể thay đổi.